Xin chào mừng các bác lại tiếp tục quay trở lại với kênh của em Mạnh Hiền Lâm Định ạ. Và hôm nay em lại tiếp tục lên sóng vào tối thứ bảy để giới thiệu cho các bác hai con đầu băng cối mang thương hiệu của Tech. Đấy, hai con đầu băng cối này thì là đều trùng một model nhá, đó là A6010 này. Đấy, hàng mới được cập Nhật và đẹp xuất sắc luôn ạ. Đấy, và hôm nay em dọn qua vệ sinh lau chùi để giới thiệu cho các bác tham khảo nhá. Đấy, hai em trùng cùng model nhá. Này. Tech A6010. Đấy, dòng này thì nó là dòng cực kỳ là trâu bò gấu và tiếng cực kỳ hay, chất lượng luôn trong tầm giá các bác ạ. Máy rất là gấu lặng luôn ạ. Trọng lượng của em nó rộng tầm 23-24 kg, 24-25 cân ạ. Quá là gấu luôn. Đấy, và bây giờ em đi xin vào giới thiệu từng con một cho các bác tham khảo nhá. Đấy, dòng này thì sở hữu gỗ của nó là quây toàn phần luôn nhá. Đấy, nó không như 6.000, 4.300, 6.300 là nó chỉ hai má gỗ thôi, nhưng cái này là quây toàn phần luôn ạ. Nó là chuồng gỗ trong tình trạng là nguyên zin, gỗ là zin đét luôn ạ, chưa phải làm lại màu cái gì, màu nguyên bản theo 5 tháng luôn. Đấy, và cái dòng này thì là nó thiết kế cực kỳ là gấu, là vì là nó tách hai phần riêng biệt rồi các bác này. Phần trên này là phần cơ và phần mạch tín hiệu thì làm ở dưới riêng biệt luôn, rút riêng biệt bằng giắc cắm này. Đấy, kết nối bằng các cái đường giắc này. Và dòng này thì chạy điện đa cầu điện nhá. Điện từ 100 đến 240V. Đấy, là xoay ở cái này đi ạ. Rất là gấu luôn ạ. Đấy, bây giờ em xin tháo để giới thiệu cái nội thất cho các bác tham khảo này. Nên như các bác tham khảo nhá, quá đẹp luôn ạ. Mới xuất sắc luôn, dòng này sản xuất từ năm 1974-75 gì đó. 73-74 ạ. Sở hữu 3 motor và riêng biệt. Đấy, tất cả máy móc thì nguyên zin tuyệt đối luôn, bảo lãnh cho các bác. Chassis còn vàng óng luôn này. Máy rất là gấu lặng ạ. Những đàn anh của 4010, dòng này là 6010 nhá. Đây, điện của nó đang để chế độ điện 100V đấy các bác này. Đấy, tất cả chuồng gỗ là zin tuyệt đối luôn, chưa can thiệp một tí gì ạ. Có vài chỗ cấn nhẹ thì em đã xử lý cho các bác rồi. Đây, Tech A6010 này, cái cục của nó dưới tem nó bằng nhôm luôn nhá. Tem nhôm đúc điện 100 đến 240V này. Đấy các bác ạ. Đấy, điện từ 100 đến 240V này. Công suất là 130W nhá, tần số 50-60Hz. Tem đúc tem nhôm luôn và hai cục máy riêng biệt. Phần cơ của nó thì thiết kế cực kỳ là kỹ, chất âm cực hay luôn. Máy rất là gấu lặng ạ. Đấy, nó kết nối đường bằng những cái giắc tín hiệu đây. Giắc này từ đầu từ xuống này, còn những cái giắc này là giắc kết nối cho phần lệnh, phần cấp nguồn cho vỉ dưới này. Đấy, một con đầu băng cối rất là đáng chơi, đáng sưu tầm trong cái phân khúc tầm giá A6010, đẹp xuất sắc luôn ạ. Đấy, thiết kế của nó bánh tì rất là to nhá, bánh tì to rất là khỏe luôn ạ. Và bên này nó có con lăn này. Đấy, con này dòng này chạy 2 chiều các bác nhé. Chạy auto reverse 2 chiều đấy ạ.
Đấy, giờ em xin quặc vòng để giới thiệu cho bác này. Đấy, sở hữu hai đồng hồ vu rất là to, nền đen rất đẹp nhá, rất rõ ràng luôn ạ. Mặt mũi thì đẹp xuất sắc, gỗ zin quá đẹp luôn cho một con đầu băng cối cổ, rất đáng sưu tầm luôn ạ. Đấy, và tiếp tục em quay tiếp cái con thứ hai ngày hôm nay này, cũng đều là model tech luôn ạ. Đấy, mặt không tăng nguồn đấy nhá, rất là đẹp luôn ạ. Hai con đẹp như nhau luôn. Này các bác ngắm này, phần gỗ nó này. Gỗ nguyên zin nhá, chưa có can thiệp một tí BU nhưng được vào luôn ạ. Đấy, con này thì em để trên cao quay được rõ ràng hơn này, tách này A6010 này, Sitea Tab Deck này. Đấy, số sơ gì của em này đây rõ ràng luôn này này, 76078 nhá, 76078. Đấy, dòng kỹ cái tem nó thẳng, nó rất là cứ gấu luôn. Cái tem này của nó bằng nhôm đúc luôn các bác nhá. Đấy, điện con này cũng điện đa cầu này, từ 100 đến 240. Máy rất là nặng luôn ạ. Trọng lượng tầm 24-25 kg. Đấy, tất cả các sợi cáp nguồn này của nó còn zin hết này. Đấy, con này là có hơi có à, quá đẹp luôn ạ. Quay rất là kỹ tỉ mỉ cho các bác tham khảo luôn. Đây, chạy ngược chiều là ngược lại này. Đấy, các bác ngắm kia nhá, quá đẹp luôn ạ. Đấy, cắm ngắm tổng thể của nó này, rất đẹp. Hàng nguyên zin chất bãi luôn, chưa can thiệp bất kỳ một tí gì về máy móc có thứ là chưa can thiệp gì ạ. Đấy. Đấy, và hôm nay thì em xin báo giá luôn cho các bác tham khảo luôn con đầu băng cối Tech A6010, dòng chạy băng 5, băng 7, 2 chiều, dòng hàng khủng của hãng đấy ạ. Với con dòng Tech A6010 này thì shop em bán cho các bác với giá là 11.500.000, 11.500.000 nha các bác nhé. Đấy, các bác cứ tham khảo ạ. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, 11.500.000 bác em, bác nào chốt thì xin liên hệ với em qua số điện thoại 0912842487. Đấy, thì các bác cần cái hình ảnh thì chi tiết thì em gửi qua Zalo cho ạ.
Đấy thì video hôm nay thì em xin giới thiệu cho bác ngắn gọn hai con đầu con cối A6010 thì cho các bác tham khảo. Bác nào xem video của em xin cho ủng hộ em nốt like, nốt chia sẻ nhá. Và bác nào chưa đăng ký thì xin vui lòng ủng hộ em nốt đăng ký để luôn luôn có sản phẩm mới để giới thiệu cho các bác tham khảo nhá. Đấy, và bây giờ em xin dừng video. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video ạ. Em chào các bác ạ.